Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này thì chương trình Tháng 3 biên giới đang được các cấp bộ đoàn tổ chức sâu rộng trên các địa bàn biên giới. Và với các hoạt động phong phú, đa dạng thì chương trình đã mang lại hiệu quả ý nghĩa thiết thực. Từ đó thì phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây là một buổi chào cờ tại cột mốc 476 trên tuyến biên giới Hà Tĩnh Bô Ly Khăm Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Bên cạnh hoạt động chào cờ, chương trình còn có các hoạt động như tổng vệ sinh, giới thiệu, tuyên truyền về lịch sử hình thành cột mốc 476 và truyền thống bộ đội biên phòng Việt Nam. Qua đó nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân khu vực biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Vào năm 2008. Là một học sinh ở vùng địa bàn ở đấy thì khi mà được tham gia chương trình thì em cảm thấy rất là vui, rất vinh dự và cũng như là rất tự hào. Và bản thân em nghĩ là từ đó thì sau khi tham gia chương trình này thì bản thân em và các bạn học sinh sẽ có ý thức hơn trong việc là bảo vệ an ninh ở vùng biên giới. Chương trình Tháng 3 biên giới tại cột mốc 476 còn tổ chức trao tặng 200 lá cờ xây dựng đường cờ Tổ quốc khu vực biên giới cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tặng 150 cây bóng mát xây dựng công trình hàng cây thanh niên cho đoàn xã Sơn Kim 1, trao tặng nhà tình nghĩa cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu, tặng quà tri ân cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Chương trình Tháng 3 biên giới thì dịp này được tổ chức trong cái bối cảnh là chào mừng tháng thanh niên năm 2024 cũng như là dịp tổ chức hướng tới tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, thì qua đó cũng thể hiện và cũng mong muốn là nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đặc biệt là các cái vùng biên giới, và hướng tới cái việc chăm lo rồi xây dựng củng cố tổ chức đoàn hội các vùng khó khăn. Bằng nhiều hình thức truyền tải đa dạng phong phú, chương trình Tháng 3 biên giới đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tiếp thêm động lực, niềm tin để các bạn trẻ nỗ lực rèn luyện, đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.